Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối thứ tư ngày mùng 3 tháng 5, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đã phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua cung sạt lở của kẻ Lam Sơn. Sau khi phát sóng, nhóm phóng viên tiếp tục quay trở lại khu vực này để tìm hiểu thực trạng khai thác cát trái phép và theo ghi nhận, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn ngang nhiên diễn ra. Đây là những hình ảnh mà nhóm phóng viên ghi lại được vào hồi 8 giờ 10 phút tối ngày 4 tháng 5 gần vị trí sát với điểm sạt lở của kè Lam Sơn trên sông Hồng. Khác với buổi tối mùng 2 tháng 5, tuy số lượng tàu hút cát ở khu vực này có giảm, nhưng về mức độ nguy hiểm ngày càng hiện hữu rõ hơn. Trong đêm tối, hai tàu hút cát này đã ngang nhiên hút cát trái phép gần vị trí sạt lở kè Lam Sơn. Sau hơn 30 phút hoạt động, cả hai tàu đều đã đẩy cát và sau đó quay đầu chạy về phía Hạ Lưu. Theo người dân địa phương cho biết, tình trạng khai thác cát ngay sát chân kè diễn ra kéo dài trong suốt thời gian qua. Thời gian hoạt động của các tàu hút cát trái phép này thường diễn ra từ tối cho đến gần sáng. Đặc biệt hoạt động mạnh vào các ngày nghỉ và nghỉ lễ. Trước đó, theo đánh giá của các ngành chức năng, thì điểm sạt lở kè Lam Sơn nằm trong công sạt có chiều dài trên 100 mét, cách chân cầu yên lệnh về phía hạ lưu khoảng 500 mét. Hiện nay, phần chân kè đã bị sạt toàn bộ, lở hết mái kè, có chỗ đến đỉnh kè. So với mực nước hiện tại khoảng 5 mét, tạo thành bờ vực dốc dựng đứng và hố sâu khoảng hơn 10 mét, đe dọa an toàn tuyến bãi sông Hồng trong mùa mưa lũ.